Chào ông, cảm ơn ông đã nhận lời mời phỏng vấn của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Ông có thể cho biết là vì sao ngay tại thời điểm này thì VOV lại quyết định mua bản quyền của ASEAN 2018 thưa ông? Thì chính ra là chiều hôm qua. Chiều hôm qua tôi có một cái việc hết sức quan trọng phải vào Đà Nẵng. Thì khi vào đến Đà Nẵng rồi thì tôi mới nghĩ là chắc là vẫn phải tiến hành mua. Khi nói như thế thì không phải là một cái sự ngẫu hứng hay là một cái sự bốc đồng, mà tôi nghĩ là cái điều này là nó nung nấu mấy hôm nay rồi. Và nếu chúng ta là làm cái việc này ấy, vì công chúng, những người hâm mộ thể thao, trong đó có bóng đá, thì chắc là cũng phải có được cái sự chia sẻ của các cái lực lượng trong xã hội, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp. Thế thì chiều tối hôm qua, gần tối rồi, tôi mới nhấc máy điện thoại lên, tôi gọi cho một vài doanh nghiệp, cũng là có cái mối quan hệ của mình rất là thân tình với anh em, là cái mối quan hệ giúp đỡ trong sáng với nhau. Trên khi tôi nêu vấn đề thì bắt đầu có một cái sự ủng hộ, và đó là cái tín hiệu đầu tiên để tôi khẳng định là dứt khoát Đài Truyền hình Việt Nam sẽ mua được. Ông có thể chia sẻ một chút về cái quá trình VOV thương thảo mua bản quyền ASEAN 2018 thưa ông? Cái việc mà chúng ta bắt đầu hiện thực hóa cái việc mua bản quyền ấy, thì cái thời gian này không chơi dài đâu. Nên là đúng ra là từ chiều hôm qua, chiều ngày 20 tháng 8 năm 2018. Và khi đã nung nấu và đi đến quyết định, cái này cũng như một cái trận đánh ấy, phải đánh. Thì tôi phải giao cho đồng chí giám đốc của Đài VTC. Bây giờ là em cùng với các cái đồng nghiệp, kể cả anh em ở bên Ban Hợp tác Quốc tế của Đài Truyền hình Việt Nam, các đơn vị nội dung của bên Đài Truyền hình Việt Nam, và cùng với VTC nữa, một cái thành viên của Đài Truyền hình Việt Nam, bây giờ phải tăng cường đàm phán. Mà tôi phải gọi điện là có thể là 3 phút tôi gọi là xem cái là kết quả như thế nào, hoặc là nó tiến triển đến đâu. Ngay cả trưa nay ấy, thì mọi người nói là khả năng là đến 4 giờ chiều thì mới có kết quả. Tôi bảo là dứt khoát nó phải 2 giờ là phải có kết quả của tôi. Là vì sao? Bây giờ là cái giới báo chí truyền thông là họ rất là nóng bỏng, và cũng không nên để cho mỗi người cứ đưa theo một cách khác nhau. Mình có một câu trả lời là đã xong bản quyền. Chỉ có một cái câu ngắn gọn đơn giản thế, rất là giản dị, để cho mọi người yên tâm. Vậy thì bên cạnh việc phát sóng trên các hạ tầng của VOV thì VOV có ý định là chia sẻ bản quyền phát sóng đối với các đơn vị khác hay không? VOV ấy, thì các kênh phát thanh ấy, phát thanh chúng ta có thế này, VOV1, VOV2, VOV3, VOV giao thông, VOV sức khỏe. Có những kênh nó phát trực tiếp, có những kênh thì phát lại, phân công nhau. Thế còn VTC thì có là VTC1, VTC3, VTC9, và có một cái kênh nữa là kênh VOVTV của Đài Truyền hình Việt Nam. Thì cả cái kênh này thì cũng phân công nhau, tức là có kênh là truyền hình trực tiếp, nhưng mà cố gắng là thế này, có một cái, những cái trận lớn ấy, trận đấu hay ấy, thì có thể là có 2 kênh truyền hình một lúc, và có ít nhất là 2 kênh phát thanh một lúc để cho mọi người theo dõi. Trên cái báo điện tử vov.vn, trên cái VTC News, và đặc biệt là trên cái hạ tầng của chúng ta có 2 cái app ấy, là cái VOV Media và cái VTC Now. Thế thì mọi người có thể vào đấy là có thể xem nghe được các cái chương trình phát thanh truyền hình. Và các cái đồng nghiệp phát thanh truyền hình khác ấy, nếu như các bạn muốn có thêm sóng ở địa phương của mình, ở địa bàn của mình, thì các bạn có thể lấy trên trực tiếp trên sóng của chúng tôi, trên các cái app của chúng tôi, nhưng mà phải lấy từ sóng của đài, và cũng phải dẫn này, đây là của Đài Tiếng Nói Việt Nam, hoặc là đài của Đài Truyền hình VTC, hoặc là của kênh VOVTV, nên là phải nắm rõ và không được vi phạm bản quyền, bởi vì bản quyền là vấn đề thuộc luật rồi, luật lệ rồi, thì không thể mình vi phạm được. Thế còn chia sẻ những cái mà của Đài Truyền hình Việt Nam chia sẻ trực tiếp thì đài đồng ý. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình.